Như chúng ta cũng biết, trong cuộc chiến trường kỳ ở quần đảo Trường Sa, Philippines đã từng đệ đơn kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế. Vào thời điểm đó, nước này ví Trung Quốc như một kẻ xâm lược chủ quyền trắng trợn. Nhưng thời gian gần đây, mũi dùi của Philippines lại chĩa về hướng Việt Nam khi mà họ cho rằng đất nước hình chữ S mới là mối đe dọa nghiêm trọng hơn ở Trường Sa. Minh chứng là vào tháng 8 vừa qua, trang tin điện tử The Manila Times của Philippines đã cho đăng tải một bài viết có tiêu đề Việt Nam có thể là mối đe dọa nghiêm trọng hơn ở Trường Sa của tác giả Rigoberto D. Tiglao. Trong bài viết này, tác giả đã tố Việt Nam đang xây siêu căn cứ tại nơi mà nước mình tuyên bố chủ quyền để chứng minh cho điều mình vừa nói ở trên. Vậy cụ thể ra sao, Việt Nam có thực sự đang làm điều sai trái như thế này hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video clip ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Mở đầu bài viết của mình thì ông Rigoberto D. Tiglao đã nói rằng cố Tổng thống Benigno Aquino, đệ tam và thư ký ngoại giao Albert Del Rosario trong quá khứ chỉ kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế mà bỏ qua Việt Nam. Hay như là trong cuốn sách điện tử được xuất bản năm 2017 của thẩm phán Capio đã miêu tả Trung Quốc như một đế quốc tà ác đang có ý định chiếm lấy toàn bộ quần đảo Trường Sa với 60.000 từ và 100 tờ bản đồ kèm theo. Nhưng nó chỉ có 48 từ đề cập đến Việt Nam với tư cách là một bên có yêu sách trong khu vực chung. Và ngay cả khi ngư dân Việt Nam thường xuyên xâm nhập vào nơi mà người Philippines tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế của mình, ông cũng chưa bao giờ lên án người Việt Nam là kẻ bắt nạt để nước này phải dừng tay. Vậy nên tác giả bài viết đã đưa ra nghi vấn rằng phải chăng đây chỉ là sự ngẫu nhiên hay là do vợ của ngài Capio cũng là một người Việt. Thế nhưng bà thậm chí còn được tham dự phiên điều trần đầu tiên của tổ trọng tài vào ngày 7 tháng 7 năm 2015 với tư cách là thành viên của phái đoàn quan sát viên Philippines. Chính điều đó đã khiến cho nhà báo của tờ The Manila Times cảm thấy không hài lòng. Bởi vì theo ông, Việt Nam có thể là mối đe dọa nghiêm trọng hơn đối với lãnh thổ và vùng biển Trường Sa, Calayan của Philippines vì lý do địa chính trị. Bởi vì ai cũng biết là Việt Nam chỉ cách quần đảo Trường Sa 500 km, còn Trung Quốc lại cách xa đến 1.000 km. Việt Nam chiếm 30 đảo và dạng san hô ở Trường Sa, còn Trung Quốc chỉ chiếm 7. Và chúng ta chỉ chiếm được 10 hòn đảo san hô mà thôi. Người Việt Nam và thậm chí là hầu hết các học giả đều cho rằng chỉ cần dựa trên cơ sở tài liệu, Việt Nam hoàn toàn có quyền yêu sách chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa cao hơn chúng ta hay Trung Quốc hiện nay. Ngoài ra, họ còn tin vào điều đó chỉ vì lịch sử cho thấy thực dân Pháp chính là kẻ đã biến quần đảo Trường Sa thành thuộc địa của mình ở Đông Nam Á trước Thế chiến II rồi chuyển giao nó cho người Việt Nam sau khi họ giành được độc lập từ tay giặc ngoại xâm. Theo đó, Việt Nam đã chiến đấu tích cực để khẳng định yêu sách của mình trong khu vực, chẳng hạn như chuyện nước này từng giao chiến với Trung Quốc để giành quyền kiểm soát quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 và đá Gạc Ma vào năm 1988, khiến khoảng 140 binh sĩ Việt Nam bỏ mạng tại đây. Tiếp đến, Việt Nam là quốc gia duy nhất chiếm được một hòn đảo ở Trường Sa mà chúng ta đã nắm giữ chỉ với thủ đoạn đê hèn. Đó là vào năm 1975, khi quân đội miền Nam Việt Nam thực hiện một kế hoạch thông minh nhưng phản bội để chiếm đảo Pugat hay là Song Tử Tây từ tay Philippines, quốc gia đã đóng quân tại hòn đảo này cách đó 7 năm. Nhưng nguy hiểm hơn là Việt Nam đã mở rộng đảo Pugat và xây dựng một bến cảng lớn tại đây. Hiện nơi đây có 20 tòa nhà chứa được hàng trăm cứ điểm dành riêng cho quân đội. Ngược lại, không có gì được xây dựng ở Parola kể từ những năm 1970 và chỉ có nhiều nhất là 30 binh sĩ Philippines tại đây. Ngoài ra, Việt Nam còn khéo léo che giấu sự thật rằng trong nhiều năm qua họ đã bồi đắp đất đai để xây dựng các đảo của mình và biến các vùng lãnh thổ ấy trở thành một khu phức hợp quân sự quy mô. Theo đó, họ đã cho đồn trú hơn 2.000 binh sĩ tại các cơ sở quân sự và thậm chí là tại 28 DK1, một tiền đồn được ngụy trang là giàn khoan dầu khí ở giữa biển khơi. Trong khi đó, Philippines chỉ có 72 binh sĩ trong chính thực thể mà mình chiếm giữ ở Trường Sa, một con số được các luật sư người Mỹ của Aquino đệ tam tiết lộ với thế giới làm lộ bí mật an ninh quốc gia của Philippines. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Việt Nam hiện còn có Trung đoàn Đặc công Hải quân số 811, đóng tại Vịnh Cam Ranh. Họ thường xuyên hoạt động ở Trường Sa nhằm mô phỏng việc xâm chiếm lãnh thổ của các nước khác nhau. Trung đoàn này bao gồm 4 tiểu đoàn thủy quân lục chiến, 2 tiểu đoàn thiết giáp, 2 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn pháo phòng không, 1 đại đội công binh, 1 đại đội tín hiệu và 1 đại đội trinh sát. Trang bị của họ chủ yếu có xe tăng lội nước, xe bọc thép, súng cối, đại bác, súng trường không giật và súng phòng không. Vâng, phía trên là tất cả những lời tố cáo của ông Rigoberto D. Tiglao dành cho Việt Nam.
Nhưng tay nhà báo này lại quên mất một nguyên tắc quan trọng là khi muốn kết luận điều gì hay muốn kết tội bất kỳ một ai thì mình phải đủ bằng chứng thuyết phục đã. Nếu đó không phải là vật chứng thì đó cũng phải là nhân chứng sống thì mới hợp pháp hợp quy. Nhưng ở đây ông ta lại chỉ ra những lý lẽ suông không hơn không kém. Ngoài những con số vô tri vô giác mà bất cứ ai cũng có thể bịa ra được thì tác giả bài viết lại chẳng thể đưa ra được bất kỳ một tài liệu đáng tin cậy nào về điều vừa nói ở trên. Thêm vào đó, những lý lẽ mà ông đưa ra lại tự vả vào mặt chính mình khi mà chính ông cũng thừa nhận rằng cố Tổng thống Philippines Benigno Aquino đệ tam và thư ký ngoại giao Alberto Del Rosario không hề lên án hay kiện tụng gì Việt Nam cả. Kể cả là vị thẩm phán đức cao vọng trọng của Philippines là ông Capio đây cũng đã im lặng trước nước bạn trong cuốn sách điện tử được xuất bản cách đây nhiều năm. Để lý giải cho hành động trên chỉ có hai nguyên nhân mà thôi. Một là Việt Nam không hề có những hành vi đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền lãnh thổ của Philippines như ông Rigoberto D. Tiglow nói. Còn hai là các quan chức đứng đầu Philippines là những người liêm trực chính nghĩa, biết phải trái đúng sai nên ngầm công nhận những gì mà Việt Nam đang làm là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc gia. Ngoài hai lý do đó ra thì không có lý do gì để những người có tiếng nói ở Philippines câm nín trước Việt Nam, bởi vì việc làm này không hề đem đến lợi ích gì cho họ, mà chỉ đem đến những phiền toái không đáng có khi họ chẳng may gặp phải những kẻ không biết lý lẽ và thích quy chụp như tác giả Rigoberto D. Tiglow đây. Hơn nữa, chúng ta cũng cần phải nhìn nhận một sự thật rằng cố Tổng thống Benigno Aquino đệ tam là một người dám ăn dám nói, một người có tinh thần dân tộc cao. Kể cả là một cường quốc lớn như Trung Quốc đây, ông còn không e dè sợ hãi mà đệ đơn kiện nước này khi họ xâm phạm chủ quyền quốc gia, thì hà cớ gì ông lại ngán một nước nhỏ như Việt Nam. Vậy nên những nghi vấn trong lời nói đầy ẩn ý của tác giả bài viết là vô cùng thiếu căn cứ và cần được thu hồi lại ngay. Ngoài ra, chuyện Việt Nam có niềm tin mãnh liệt rằng quần đảo Trường Sa thuộc về mình dựa trên các cơ sở dữ liệu từ cổ chí kim, dựa trên sự chuyển giao lãnh thổ của người Pháp cũng là điều hoàn toàn hợp lý, bởi vì đó đều là những bằng chứng lịch sử được quốc tế công nhận rộng rãi chứ không phải do Việt Nam tự biên tự diễn ra. Cụ thể hơn là chuyện Việt Nam xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa khi nơi đây vẫn còn là vùng lãnh thổ vô chủ vào thế kỷ 17 đã được chứng minh trong nhiều tư liệu, sách cổ, văn bản pháp lý của nhà nước và các tờ bản đồ thế giới thời kỳ trước như là Toàn tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư của Đỗ Bá Tự Công Đạo sưu tập, biên soạn và hoàn thành vào năm 1686, Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn năm 1776, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú năm 1821, Hoàng Việt Địa Dư Chí năm 1833, Đại Nam Thực Lục Tiền Biên năm 1844 đến năm 1848, Đại Nam Thực Lục Chính Biên năm 1844 đến năm 1848, Việt Sử Cương Giám Khảo Lược năm 1876, Đại Nam Nhất Thống Chí năm 1882, Dư Địa Chí Khâm Định Đại Nam Hội, Điền Sự Lệ năm 1910, Hải Ngoại Kỷ Sự năm 1696 của nhà sư Trung Quốc Thích Đại Sán, Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu năm 1910, An Nam Đại Quốc Họa Đồ của Giám Mục Người Pháp Louis Tabert năm 1838 và Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ hay bản đồ chính thức của Triều Minh Mạng được phát hành trong cùng năm. Đặc biệt là bộ Atlas Thế Giới của ngài Philip van der Meyelen xuất bản năm 1827 tại Bỉ cũng đã vẽ và miêu tả rõ quần đảo Hoàng Sa Trường Sa thuộc lãnh thổ của Vương quốc An Nam. Và ngoài ra, các châu bản Triều Nguyễn có dấu son đỏ của nhà vua được lưu hành từ năm 1802 đến năm 1945 cũng là những bằng chứng thuyết phục cho thấy Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Vậy nên dù cho Việt Nam có xây dựng khu phức hợp tại quần đảo Trường Sa đi chăng nữa, thì đó cũng là điều hoàn toàn hợp pháp. Tác giả bài viết không nên rình mò và tọc mạch thêm nữa, mà hãy làm tốt công việc của mình đi. Nói tóm lại, những gì mà tác giả Rigoberto D. Tiglao tố cáo về Việt Nam là chưa có đủ bằng chứng thuyết phục. Và cho dù đó có là sự thật đi chăng nữa thì đây cũng là điều hiển nhiên mà Việt Nam nên làm để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Các bạn thân mến, tham vọng làm bá chủ Biển Đông của Trung Quốc là điều mà chúng ta đã không còn xa lạ khi mà nước này liên tục có những hành động không thể nào chấp nhận được trên vùng biển tiềm năng. Nhưng nếu như Philippines, Malaysia và nhiều nước khác phải bó tay bó gối trước sự ngang ngược, hung hăng của Trung Quốc, thì Việt Nam lại cho thấy điều ngược lại. Chính vì thế mà gần đây, trang tin điện tử châu Á Eurasia Review đã cho đăng tải một bài viết đáng chú ý có tiêu đề Trung Quốc muốn làm bá chủ khu vực Biển Đông, nhưng Việt Nam cũng là tiểu bá vương, không bao giờ ngán Trung Quốc. Đây là bài viết của một nhà báo kiêm học giả, kiêm nhà phân tích chiến lược cấp cao của Viện Chiến lược Indonesia có trụ sở tại Jakarta.
Cùng với cái nhìn sắc bén của mình, tác giả bài đăng đã chỉ ra được những âm mưu đen tối và cách mà Trung Quốc hiện thực nó trên Biển Đông. Đồng thời tác giả bài viết còn miêu tả rất cụ thể các phản ứng quyết liệt của Việt Nam trước hành động bá quyền của Trung Quốc. Nó rất khác so với những gì mà Philippines hay Malaysia đang làm hiện nay. Cụ thể ra sao? Mời mọi người cùng xem qua video clip dưới đây. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, không cần vòng vo quá nhiều. Mở đầu của bài đăng thì học giả người Indonesia đã đi thẳng vào vấn đề khi vạch trần tất tần tật các hành động khó coi của Trung Quốc như sau. Xu hướng bá quyền của Trung Quốc đang trở thành một hiện tượng rõ ràng ở Biển Đông trong những tranh chấp đơn phương đang được nước này gây ra cho nhiều thành viên khác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Nó đã dẫn đến những lo ngại đáng kể trên toàn thế giới, chứ không riêng gì khu vực nhạy cảm trên. Cụ thể hơn, Trung Quốc hiện là quốc gia duy nhất sử dụng vũ lực để chiếm lấy quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc gọi là quần đảo Tây Sa vào năm 1974. Để rồi sau đó, họ tiếp tục sử dụng vũ lực để chiếm đoạt quyền kiểm soát bãi đá Gạc Ma từ tay Việt Nam vào năm 1988. Đến tháng 5 năm 2023 vừa qua, Trung Quốc đã liên tiếp xua tàu của mình vào vùng biển bãi tư chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, nơi chỉ cách bờ biển của Việt Nam 350 km nhưng cách bờ biển Trung Quốc ở đảo Hải Nam tận 1.500 m. Họ tuyên bố rằng mục đích của việc xua tàu vào đây chỉ là tuần tra và khảo sát địa chất, nhưng thực tế nó lại ngăn cản phía Việt Nam đặt giàn khoan dầu khí mới tại các mỏ dầu của mình. Nhưng điều đáng nói nhất là suốt hơn 10 năm qua, Trung Quốc đã liên tiếp bồi đắp và xây dựng 4 hòn đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam với tổng diện tích lên đến 3.200 mẫu anh. Họ còn quân sự hóa các hòn đảo chiếm đóng trái phép, bất chấp sự phản đối quyết liệt của Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế. Tương tự như vậy, Trung Quốc thường xuyên cho các tàu tuần tra và tàu khảo sát xâm phạm vùng biển quanh bãi đá Quỳnh Tài thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Khu vực này nằm cách bờ biển Malaysia chỉ khoảng 150 km, nhưng cách bờ biển Trung Quốc tận 1.500 km. Còn đối với Philippines, mới đây Trung Quốc đã tiến hành bao vây cô lập cửa tàu trên bãi cỏ mây của nước này và liên tục yêu sách đòi Philippines phải di rời các tàu tuần tra của mình, nếu không thì Trung Quốc sẽ sử dụng vũ lực để cưỡng chế bằng mọi cách. Thậm chí trước đó Trung Quốc còn nhiều lần cô lập lực lượng chấp pháp của Philippines trên các đảo, khiến cho đội quân của chính quyền Marcos bị thiếu lương thực, thực phẩm, trang thiết bị chiến đấu và trang thiết bị y tế nghiêm trọng. Vậy nên Philippines đã nhiều bận cầu cứu các quốc gia trong khu vực cũng như bạn bè gần xa, ngay cả Indonesia đây. Mặc dù nước này không có yêu sách chủ quyền đối với những vùng tranh chấp trên Biển Đông, nhưng Trung Quốc vẫn đưa ra yêu cầu sở hữu vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia ở quần đảo Natuna. Tất cả những hành động ngang ngược kể trên của Trung Quốc đều được thực hiện dựa trên tờ bản đồ đường lưỡi bò mà nước này đưa ra. Được biết, tờ bản đồ ấy đã thay Trung Quốc tuyên bố hơn 90% chủ quyền trên vùng Biển Đông. Tuy nhiên, vào năm 2016, Tòa trọng tài thương trực quốc tế đã đưa ra phán quyết bác bỏ tấm bản đồ không có căn cứ pháp lý ấy, bởi vì nó đi ngược lại với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển Quốc tế UNCLOS năm 1982, được chính Trung Quốc và tất cả các quốc gia ASEAN khác ký kết nên. Hơn nữa, phía Trung Quốc cũng không đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy họ có quyền kiểm soát độc quyền với khu vực Biển Đông cùng với tờ bản đồ của mình. Mặc dù vậy, nhưng nước này vẫn bỏ ngoài tai lời phán quyết ấy và liên tục thực hiện các hành vi bá đạo kể trên. Đơn giản là vì, đối với Trung Quốc, hiện tại đạo lý, uy tín và danh dự không phải là ưu tiên hàng đầu. Cái mà họ đang thèm khát nhất chính là nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào tại vùng biển tiềm năng. Đồng thời, Trung Quốc còn muốn đảm bảo sự an toàn chiến lược cho chính mình tại khu vực tranh chấp, nơi đang có 27 trên 41 tuyến đường hàng hải huyết mạch của Trung Quốc đi qua tuyến đường thương mại quan trọng của Biển Đông. Vâng, những gì mà tác giả vừa nêu trên là hoàn toàn chính xác ạ. Chính Trung Quốc đã cố gắng khẳng định quyền bá chủ của mình tại rất nhiều khu vực khác nhau của Biển Đông bằng nhiều việc làm không thể chấp nhận được, như họ ỷ đông hiếp yếu, sử dụng vũ lực để cưỡng chế chủ quyền của các quốc gia đang tranh chấp. Họ đổ ra hàng trăm tỷ đô la Mỹ chỉ để trang bị vũ khí tối tân cho lực lượng hải quân, lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư của mình để uy hiếp các quốc gia khác trong khu vực. Nhưng thâm độc nhất là Trung Quốc áp dụng chiến lược ngoại giao chiến lang trong các cuộc đàm phán của mình với các đối thủ đáng gờm. Nói dễ hiểu hơn là Trung Quốc thường thực hiện các cuộc đàm phán song phương với từng quốc gia riêng rẽ để sử dụng những ưu thế của mình chèn ép nước bạn. Song song đó thì Trung Quốc còn đưa ra các ưu đãi về kinh tế, đầu tư để đổi lấy sự nhượng bộ của đối phương. Hành động đánh cháo khái niệm này của Trung Quốc đã khiến cho nhiều quốc gia ngây thơ tin rằng đây là khoản bồi thường hậu hĩnh của họ dành cho việc chiếm đóng biển đảo của mình. Có lẽ chính vì thế mà rất nhiều quốc gia đã có những phản ứng vô cùng yếu ớt trước Trung Quốc khi mất lợi thế trước họ.
Duy chỉ có Việt Nam là một quốc gia có cách hành xử với Trung Quốc rất khác trên Biển Đông. Nó đã khiến cho Việt Nam trở thành một đối thủ khó xơi của Trung Quốc trong các khu vực đang tranh chấp. Và điều này đã được tác giả bài đăng miêu tả như sau: khác với Philippines và Malaysia quá yếu đuối, Việt Nam luôn tràn đầy quyết tâm, lòng kiêu hãnh và tất nhiên là cũng có đủ thực lực. Bởi vì trong nhiều năm qua, Việt Nam đã mạnh tay mua sắm tàu ngầm Kilo, tiêm kích Su-30, tên lửa phòng không S-300 và hàng loạt các tàu tuần tra có tải trọng từ 2.000 đến 4.000 tấn để bảo vệ vùng biển nước nhà. Theo đó, Việt Nam luôn là quốc gia kiên quyết phản đối và phản ứng quyết liệt trước những tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam luôn đấu tranh dữ dội với Trung Quốc trên mặt trận ngoại giao và trên cả mặt trận thực địa đây. Cụ thể hơn là Việt Nam đang khẩn trương tiến hành các hoạt động tập trận quân sự quy mô lớn để thể hiện sức mạnh của mình. Việt Nam cũng không ngại đối đầu và va chạm trực diện với Trung Quốc trên biển để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Vâng, qua những gì vừa nói ở trên có thể thấy, tác giả bài viết đã có những quan sát rất tường tận về những gì đang diễn ra ở Biển Đông. Rõ là Việt Nam chưa bao giờ lùi bước trước Trung Quốc, cũng chưa bao giờ thất thế trước nước này. Mặc dù chúng ta không thể phủ nhận rằng lực lượng hải quân của Việt Nam so với Trung Quốc vẫn không thể nào sánh bằng, nhưng Việt Nam vẫn có đầy đủ khả năng để tạo ra một cuộc chiến cân sức nhờ vào lợi thế sân nhà, kinh nghiệm chiến đấu và cả các chiến thuật tác chiến đỉnh cao của mình. Vậy nên khi tàu Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải của Việt Nam, lực lượng chấp pháp của Việt Nam đã mạnh tay xịt vòi rồng xua đuổi tàu kẻ địch. Việt Nam thậm chí là còn không ngại bao vây Trung Quốc tại vùng biển Tư Chính để tiếp tục hạ đặt giàn khoan hợp pháp của mình. Thời gian qua, Việt Nam cũng mạnh tay bồi đắp các đảo nhân tạo tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để khẳng định sự hiện diện của quốc gia ở những khu vực tranh chấp nóng hổi. Song song đó, Việt Nam cũng trực tiếp lên án Trung Quốc đã xâm phạm trắng trợn chủ quyền lãnh hải, đồng thời tích cực ngoại giao với Hoa Kỳ, Ấn Độ, Australia, Nga và Nhật Bản để tạo nên một lợi thế đối trọng cho mình trước đất nước tỷ dân. Việc làm này đã khiến cho Trung Quốc thấy được một mối nguy cơ và tổn thất rất lớn nếu quá ngang ngược với Việt Nam giống như Philippines hay Malaysia đây. Có lẽ cũng chính vì như thế mà Trung Quốc luôn thận trọng trong việc đưa ra bất kỳ hành động gì tại vùng biển đang tranh chấp với Việt Nam. Gần đây, họ thậm chí còn thay đổi chiến thuật khi đưa ra lời đề nghị cùng Việt Nam khai thác chung bãi Tư Chính tiềm năng. Nhưng những mưu mô của Trung Quốc là thứ mà Việt Nam không còn xa lạ gì, vậy nên chúng ta nên bất hoạt trước một Việt Nam quá khôn ngoan. Để rồi cho đến tận ngày hôm nay, Việt Nam vẫn giữ vững được chủ quyền hợp pháp của mình ở Biển Đông. Còn Trung Quốc trong mắt bạn bè quốc tế mới chính là kẻ đi xâm lược đáng bị người đời gièm pha. Còn các bạn nghĩ sao về câu chuyện bá vương Trung Quốc đang bị tiểu bá vương Việt Nam ngáng đường? Hãy comment ngay xuống phía dưới video nhé. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của mình nhé.